chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin chào buổi sáng của báo Nghệ An. Những thông tin mới nhất trên tất cả các lĩnh vực sẽ được chúng tôi truyền tải ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua mùng 4 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại hai huyện Nam Đàn và Thanh Chương. Tại huyện Nam Đàn, đoàn công tác đã đến thăm mô hình 5 hectare trồng cây ăn quả, phát triển du lịch sinh thái của ông Phạm Ngọc Lợi ở xã Nam Nghĩa. Ghi nhận và đánh giá cao công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện Nam Đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu rõ, huyện cần phát huy hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng các mô hình hiệu quả ở những vùng miền phù hợp, chú trọng liên kết, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, đặc biệt chỉ đạo sản xuất hàng hóa tập trung và an toàn thực phẩm để hướng tới xuất khẩu nông sản. Tại huyện Thanh Chương, đoàn đã đến kiểm tra việc sản xuất vụ xuân tại xã Thanh Liên, thăm mô hình trồng cây ăn quả tại xã Thanh Tiên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị, lưu ý trong thời gian tới phải quan tâm công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại, chỉ đạo hướng dẫn bà con chăm sóc đúng quy trình để có sản phẩm nông nghiệp sạch, đồng thời tạo mối liên kết trong sản xuất tiêu thụ, tạo đầu ra sản phẩm ổn định cho nông dân. Đoàn kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính của tỉnh do đồng chí Lê Đình Lý, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn, vừa kiểm tra đột xuất tại một số cơ quan đơn vị. Đoàn kiểm tra đột xuất tại Ban thi đua khen thưởng, Ban tôn giáo, Chi cục Văn thư lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị chấp hành nghiêm thời gian làm việc, văn hóa công sở. Kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đoàn kiểm tra của tỉnh ghi nhận, cơ bản, cán bộ, công chức đều có mặt với ý thức làm việc tập trung. Đến kiểm tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở, ngay từ những ngày làm việc đầu năm, người dân và doanh nghiệp đã đến giao dịch các thủ tục hành chính, cán bộ bộ phận một cửa thực hiện nghiêm túc chế độ trực, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp. Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý cho biết, quan điểm của lãnh đạo Sở Nội vụ là trước hết phải kiểm tra, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở mình trước, sau đó sẽ tăng cường đi kiểm tra các sở ngành và các địa phương. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Hợp phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện khai mạc lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 150 đoàn viên thanh niên ưu tú trúng tuyển sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên các đơn vị năm 2020. Qua lớp học, các học viên được nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với quyền và nghĩa vụ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đây cũng là cơ hội để cho các đoàn viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020 có hướng phấn đấu được kết nạp vào Đảng trong quá trình học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội. Các thông tin về diễn biến dịch virus corona vẫn đang là tâm điểm chú ý của đông đảo người dân. Trước thông tin Nghệ An chuẩn bị tiếp nhận 400 lao động trở về từ Trung Quốc, lực lượng quân đội đang chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần quân y nhằm cách ly theo dõi tại doanh trại tập trung. Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, vừa tới kiểm tra công tác chuẩn bị, tiếp đón lao động trở về từ vùng dịch viêm phổi cấp do virus corona tại các đơn vị trực thuộc. Ước tính có gần 400 lao động trở về địa bàn tỉnh Nghệ An. Được biết, tại 6 tỉnh của quân khu 4 sẽ có 11 điểm tập trung ở doanh trại các đơn vị. Riêng ở Nghệ An sẽ có 3 điểm tiếp nhận, đó là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Quân sự Quân khu, Đoàn An điều dưỡng 40 cửa hội. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp nhận, lo ăn ở, hậu cần trong thời gian cách ly 14 ngày. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm hậu cần tại các đơn vị, phối kết hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác chuẩn bị, tiếp đón lao động trở về từ vùng dịch viêm phổi cấp do virus corona. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền cho 100% cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn về kiến thức phòng bệnh, vệ sinh cá nhân, thường xuyên tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh virus corona. Cập nhật thông tin mới nhất về dịch virus corona, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa gửi kết quả xét nghiệm của 4 trên 7 mẫu bệnh phẩm của trung tâm gửi ra. Theo đó, 3 bệnh nhân ở xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa và 1 bệnh nhân ở huyện Diễn Châu được xác định âm tính với virus corona, chỉ mắc cảm cúm thông thường. 2 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân ở xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn và bệnh nhân ở huyện Quỳnh Liêu hiện chưa có kết quả xét nghiệm. Nghệ An sẽ dừng tất cả các buổi học thêm ở các nhà trường để phòng dịch bệnh corona. Đó là ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành khẳng định, trong thời gian này, Nghệ An chưa tiến hành cho nghỉ đồng bộ ở các nhà trường. Tuy nhiên, với những trường học có đông học sinh, có phụ huynh đi làm việc tại Trung Quốc, thì lãnh đạo nhà trường tùy theo điều kiện cụ thể, có thể để học sinh nghỉ học theo cục bộ. Những học sinh nghi ngờ thì cần phải cách ly để đảm bảo sức khỏe.
Người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh nhà cũng yêu cầu thời gian này các trường dừng các buổi học thêm và các hoạt động văn hóa, giao lưu ở các nhà trường. Riêng các buổi chào cờ sẽ chuyển đổi hình thức để tránh việc tụ tập đông người. Đội quản lý thị trường số 3 vừa phối hợp với ngành chức năng kiểm tra đột xuất, tạm giữ hàng hóa và xử phạt hành chính một nhà thuốc bán khẩu trang với giá cao hơn niêm yết trên địa bàn thành phố Vinh. Đó là nhà thuốc tư nhân Lan Thao ở địa chỉ 126 đường Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, do bà Nguyễn Thị Thùy Dương đứng tên có những hành vi vi phạm. Lợi dụng tình hình dịch bệnh, bán khẩu trang với giá cao hơn quy định. Giá bán ra do người dân thông tin là 5.000 đồng một chiếc, tương đương với 250.000 đồng một hộp. Không thực hiện niêm yết giá hàng hóa theo quy định, không xuất trình hóa đơn đầu vào các loại hàng hóa, người quản lý chuyên môn vắng mặt mà không thực hiện ủy quyền cho người có bằng cấp chuyên môn tương đương. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin chào buổi sáng của báo Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!